bệnh nấm da đầu, bệnh nấm da đầu chẩn đoán không dễ dàng do có nhiều loại tổn thương trên da đầu như chốc, vẩy, nến, á trừng, và có rất nhiều loại nấm gây bệnh, mỗi bệnh lại có triệu chứng khác nhau. Hai loại nấm thường gặp là nấm da đầu do nấm gây nên, bệnh khởi phát bằng các nốt trần nhỏ rải rác trên da đầu. Nền tổn thương có các mảng vẩy mỏng, tóc lành xen kẽ, tóc bị cụt dần gốc do tóc bị nhiễm nấm trở nên cứng và dễ gãy. Mảng vảy da bong ra khỏi da đầu tạo thành một mảng thói tạm thời. Bệnh này gây ngứa, người bệnh có thể mắc nấm da ở các vị trí các bệnh mông móng. Bệnh tóc hột trứng, tóc do sủng nấm và gây ra. Hình ảnh đặc trưng là dọc theo thân tóc từ 2 từ 3 tính từ gốc tóc có những hạt tròn gần bằng hạt dê mềm màu đen hoặc nâu và có thể tuốt ra như trứng cháy. Bệnh này không gây rụng tóc vì sợi nấm chỉ phát triển ở thân tóc, có thể gây khó chịu hoặc ngứa ít. Bệnh thường phát điều kiện vệ sinh cá nhân kém, mắc bệnh nấm da ở vị trí các mồ hôi làm ướt tóc tạo môi trường ẩm ướt thường xuyên do tính chất lao động với cường độ cao sinh nhiều mồ hôi. Điều kiện ăn ở tập trung nhiều khi ở những vùng điều kiện tập trung như đóng quân sinh viên và vệ sinh cá nhân thấp nên chiến sĩ sinh viên cần hiểu biết về bệnh nấm da nói chung cũng như nấm da đầu nói riêng để chủ động phòng chống bệnh có hiệu quả. Nguồn bệnh chủ yếu là người, ngoài ra có thể có từ một số loại súc vật như chó, mèo. Nấm có thể tồn tại dai dẳng ở vật dụng bị nhiễm bệnh lây trực tiếp từ da qua da, nhưng cách thường gặp là tán tiếp qua việc dùng chung lượng mũ gối và với người bệnh điều trị bệnh nấm đầu bằng y học cổ truyền tại tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh nấm đầu nêu trên, ở Việt Nam nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ cảm ứng hay dị ứng. Thuốc điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiếp xúc quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh, đang được người